Hiện ra thì người ta ví ông như là một nhà cầm quân tài năng hàng đầu, một kiến trúc sư cho những thành công và cũng là một con người của những tấm huy chương. Chính những danh hiệu đó đã đưa ông trở thành một huấn luyện viên được săn đón nhất của bóng chuyền Việt Nam trong nhiều năm qua và không ai khác đó chính là huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng. Nhìn vẻ bề ngoài của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng, mọi người đều đưa ra nhận xét chung là một huấn luyện viên mang phong thái trầm, ít biểu lộ cảm xúc, kể cả khi ông ngồi trên chiếc ghế chỉ đạo ở những trận đấu quan trọng. Mỗi người một phong cách chỉ đạo, nhưng với huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng, điều quan trọng là ông luôn biết cách truyền đạt những điều mình cần tới các vận động viên và được họ tuân thủ tối đa. Những năm tháng cầm quân ở cả đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ đã đánh bóng tên tuổi của ông và không sai khi nói rằng chính bóng chuyền đã mang lại cho ông mọi thứ, từ cuộc sống đời thường đến công việc chuyên môn. Đó là kết quả của tình yêu và sự đam mê khi ông coi bóng chuyền như là phần máu thịt của mình. Tới gần chục xu hôm nay thì đã gắn bó với bóng chuyền Việt Nam rất nhiều. Thế thực ra thì con đường thể thao nhất là bóng chuyền với tôi cũng là máu thịt, thì tôi cũng cố gắng làm sao mà cộng tác với các cháu, động viên các cháu làm sao phát huy tốt nhất cái khả năng của mình. Thế cộng là đều là tình thầy trò, rồi mình cũng là tôn trọng các cầu thì họ cũng tôn trọng và cũng nghe. Điều đấy là cái quan trọng nhất nhất tôi nghĩ là trong cái đầu vận động viên, là vận động viên nó tâm phục khẩu phục. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng là một trong số hiếm huấn luyện viên của bóng chuyền Việt Nam khi dẫn dắt cả hai đội tuyển nam nữ quốc gia tại các kỳ SEA Games và hầu hết đều thành công với những tấm huy chương. Dù cùng là một nhiệm vụ, nhưng việc dẫn dắt đội tuyển nữ lại khác xa so với đội tuyển nam và có những khó khăn riêng. Việc nắm bắt được tâm lý chung của vận động viên để đưa ra những lời động viên kịp thời, theo huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng, chính là yếu tố để mang lại thành công trong công việc của ông. Về chuyên môn đấy thì không khác nhau nhiều lắm, nhưng mà đây thì mình cũng phải hiểu là giữa cái đặc điểm tâm sinh lý của nam và nữ khác nhau. Với nam ấy thì ra huấn luyện có thể là mình sai rất thì mình có thể mắng mỏ, thậm chí nói nặng thì cũng được sau thôi. Nhưng với nữ là mình phải hết sức mềm mỏng, cứng cũng quá cũng không được, mềm quá cũng không được, và mình phải luôn luôn làm sao mà tạo cái không khí và cái ấn tượng, tức là luôn luôn ở cái mức độ mình để cho các vận động viên họ tiếp nhận được những cái sai của mình, rồi động viên kịp thời những cái đúng của họ, thế mình phát huy được cái khả năng chuyên môn của họ cao nhất. Ông được ví là con người của những tấm huy chương từ câu lạc bộ nữ Bưu điện Hà Nội, rồi nam Bưu điện Hà Nội cho đến Tràng An Ninh Bình, và sau đó là đội tuyển quốc gia nam nữ, ông đều để lại dấu ấn riêng của mình. Trong sự nghiệp vận động viên, ông từng là chủ công nổi tiếng của bóng chuyền nam nước nhà, và điều đó được ông truyền lại cho hai người con trai của mình, mà nổi bật là chủ công Nguyễn Duy Quang trong màu áo thể công và đội tuyển quốc gia. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm với nghề, danh hiệu có và thất bại cũng có, nhưng với huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng, những tấm huy chương SEA Games với đội tuyển quốc gia là một điều vô cùng thiêng liêng, và SEA Games 26 tới đây, ông lại mong ước sẽ cùng với đội tuyển nam quốc gia mang về một tấm huy chương cho thể thao Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi những tin tức thể thao trong nước đáng chú ý. Đang chờ đợi quý vị và các bạn ở phía trước là những sắc màu hối hả của đời sống thể thao quốc tế. Hãy tiếp tục đồng hành với 360 độ thể thao trực tiếp trên VTV3.